Đứa cuối cùng trong bốn đứa cũng đã đẻ và hơi ngoài dự đoán là nó được ba con. Nghĩ là bụng ấy chỉ một hai con thôi. Ok. Nó lại đẻ ở bên ngoài. Đẻ bên ngoài đây, còn đang dấu vết nó đẻ đây, chỗ ướt ướt này. Đây. Xong nó tha con nó vào trong này. Cho nó đỡ ướt. Bây giờ sẽ cho con nó lên trên chuồng. Đây. Ok, giỏi lắm. Giỏi. Cho con lên trên nhá. Cho con nằm lên bên trên. Anh đã sắp sẵn chuồng cho rồi mà. Đây. Hai đứa một. Rồi, cầm một tay ba đứa luôn đi. Để cho mẹ nó theo vào luôn. Đây, mọi người thấy con chó nó thuần chủ. Nó thuần chủ tuyệt đối luôn. Ok nhá. Phải hai tay thì mới cầm được. Cho con vào trong này. Cho nằm ở đây nó lạnh đấy. Đây. Đi vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào trong này. Đây, bông. Vào đây. Vào đây. Vào trong này. Bông ơi. Ừ đúng rồi, đi vào đây. Con nằm trong. Đi vào. Vào trong mấy con. Ừ. Nào vào đây. Đi vào trong mấy con đấy. Nó muốn nằm ngoài, nó không muốn nằm đây vì hôm trước mình chưa che. Chưa che ở bên trên này. Mưa nó có độ hắt. Đi em vào trong. Vào trong mấy con. Đi, vào đây. Vào đây, con ở trong này mà. Chuyển này, chuyển cho nó vào trong này. Nhưng mà có khả năng là chưa chắc là nó sẽ yên ở trong này đâu. Mà nó lại có khi là rồi nó lại ra đấy. Đi vào với con đi. Đúng rồi. Vào với con. Ừ. Nhảy ra. Đấy, con đang đòi mẹ đấy. Con kia không ổn. Đúng rồi, vào đây nằm với con. Ôi dồi ôi, tối quá. Ờ, vào nằm với con đi, hôm nay mưa. Hôm nay mưa là cái chỗ này lúc trước là nó hơi ướt. Thành ra là nó hơi rón rén, nó không muốn vào nằm ở trong này. Nhưng mà cho nó nằm ở trong này thì hôm nay che lại cho nó rồi. Đó. Ôi. Con sậy không ồn nào. Kêu cái gì? Ok, lại cho con ti đi. Này. Đây để chỉnh cho con nó ti. Cho nó nằm cái này để cho nó đảm bảo nó không bị lạnh. Không bị lạnh và không bị ướt, nó nằm cách nền ra. Còn nó lớn lên thì con nó lớn lên thì con nó sẽ muốn nằm ở dưới này. Đây. Cho con vào ti. Rồi. Cho con vào ti. Ok. Rồi, rưỡi ra cho nó ti. Rưỡi ra cho nó ti với lại rúc mẹ cho nó ấm. Hôm nay là hơi lạnh lạnh. Đây, đấy, ti mẹ đấy. Ti đi. Đó, như vậy là tổng cộng là 4 con lấy giống thì đều đã đẻ. 2 con của lau và 2 con của sứt. Mà để xem được cái như thế nào. Đây là em cuối cùng đẻ. Bụng em này thì hơi bé cho nên là mình nghĩ là một con hoặc hai con. Đấy, nó che cho con nó đỡ lạnh đấy. Đấy. Chăm con cực khéo luôn. Nhưng mà như thế này nó đẻ được ba con là nhiều rồi. Với bụng ấy. Với bụng đây nghĩ là một hai con thôi. Mọi người thấy nó chăm rất là khéo luôn. Con chó ta nó đấy là cái rất là khéo của con chó ta. Nó chăm con rất khéo. Coi như là khi nó đẻ là chủ không cần phải ấy gì cả. Tự nó xử lý hết. Chỉ cần cho nó cái chỗ sạch sẽ để nó nằm thôi là ok. Hình như nó chưa tìm được ti đâu em. Nè, hình như nó đang tranh ti đấy. Có phải không? Đây, ti đây. Ti đi. Đấy, ti đấy. Ti đấy chứ đâu, yên để cho nó cầm ti đi, cho nó kêu. Không phải nó lạnh đâu, nó đòi ti đó. Đây, cho nó cầm ti đi.
Tí này. Cho con nó ngậm tí. Nó đang kêu đấy. Thực ra là chỉnh để cho nó đỡ kêu thôi chứ còn rồi nó sẽ tìm được tí nó hết. Mọi người thấy con mẹ xinh không? Rất là xinh đẹp luôn. Cho con thì như này là chắc là nó đẻ từ được mấy tiếng rồi. Bây giờ mình mới vào đấy. Nó tự đẻ, nó tự chăm con, tự chỉnh chỗ cho con. Con nào nó kêu nhỉ? Nè. Mấy đứa nào nó kêu đấy? Bọn này thì đẻ ra thì đều trắng hết. Như vậy là tất cả cả bốn con nó đẻ đều là trắng, đều trắng muốt. Còn sau mà nó có con nào nó ngả vàng hay không thì phải chờ nó thay lông. Đây là chó mẹ nó che cho con. Ở thời tiết này thì có thể là thắp cái sưởi được, để tí thắp cho cái sưởi. Vì là mấy hôm trước mà thắp sưởi là chúng nó đều chuồn hết, nó cố chúng nó chạy né cái sưởi ra, vì nó kiểu nó nóng mà nó né cái sưởi. Giỏi lắm, ngoan. Cứ nằm ở trong này nhá, chăm để cho nó sạch sẽ, chứ không ra ngoài nhá. Ra ngoài là có thể chúng nó bị lạnh đấy. Nó nằm ở cái góc đấy là cũng là một cái góc là nó chọn một cái góc rất là tốt rồi. Nhưng mà cũng không bằng ở trên chuồng đâu, nhưng mà phải để cho nó tự do. Một mình nó một ô chuồng thì để nó tự do chứ cũng không có nhốt chuồng, để kệ nó. Trước giờ vẫn để nó tự do. Kể cả là cái lúc chăm con này cũng để nó tự do, nó muốn cho con nó nằm ở đâu thì nằm. Chứ không có cố định nó, mà nó muốn cho con nó ra ngoài nó lại cắp con nó như con hôm trước này. Như hai con hôm trước mà nó bị sứt ở vai đấy, con mẹ muốn ra ngoài. Vì là hôm đấy là hôm đẻ đầu tiên mà cái ô chuồng đấy là mình nuôi hai con. Con bố với con mẹ. Thế cho nên là cái hôm đấy là phải tính là cho mẹ con nó ở bên trong vì cái chuồng nó rất là rộng. Mình thả mấy tiếng thôi, còn lại thì là cho mẹ con nó ở trong nó chăm nhau. Thế nhưng mà con đấy là nó lúc nó muốn ra ngoài là chắc là nó cắp con nó ở trên miệng rồi nó cứ đi lại lại trong chuồng ấy. Thì nhiều lâu thì nó làm nó bị sứt ở vai. Mẹ nó nằm nó coi như thế này là nó vừa là nó thở ra con nó đỡ lạnh này, nó ủ ấm cho con nó đấy, nó thở ra và người nó cũng che nữa. Hai con bên kia đang tìm mẹ. Như vậy là bốn con chốt hạ cái loạt lần này là bốn con, là đẻ là được tổng cộng là 13 con. Còn không biết là để xem là đến lúc nó có rơi rụng con nào không. Hôm trước là gì? Hôm trước là hai con là hai đực hai cái, một con hai đực, là tổng cộng là 6 con đực và 4 con cái, để xem là trong 3 con này thì tỷ lệ đực cái như thế nào, để soi luôn nhé, soi luôn xem là đực cái như thế nào, nào để anh xem nào, xem cho nó đực cái thế nào, ui dồi nó bú nó no, xem, con này là con đực. Một đực này, con này con cái này, một đực một cái này, con này là con đực. Thế là ba con này là hai con đực một con cái, hai đực một cái, thế thì tổng cộng là 13 con là 8 con đực, 8 đực 5 cái đó. Như vậy là chốt quân số là 4 con, cho 4 lấy giống cho 4 con thì 4 con cùng đẻ. Hai con của con lau và hai con của con sứt. Tổng cộng đực cái thì là số lượng đực cái thì là có 8 con đực và 5 con cái. Tất cả đều là màu trắng. Đó. Mọi người mà quan tâm đến cho con Bắc Hà thì cùng theo dõi cái đàn này nhé.
Hôm nay quay một đoạn thế này thôi, để mấy hôm nữa nó nắng lôi lên thì và con chó nó có thể là nó bắt đầu là nó mở mắt thì sẽ cho ra bên ngoài để quay. Bây giờ nó quay ở trong chuồng thôi. Đây, ô chuồng thì rất là rộng rãi để cho mọi người cũng tham khảo cái ô chuồng. Nuôi chúng nó tự do ra ngoài. Đó. Ok, chăm con ngoan nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Mọi người thấy cún con có xinh không? Đánh giá là giống cho ta nó chăm con như vậy là có tốt không? Cùng để lại bình luận nhé.